Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình xin chia sẻ một món ăn khá là đơn giản mà cũng về miền quê đó nghe mấy bạn. Mấy bạn nhìn thấy cái món ăn của mình khá là đơn giản mà ăn cũng khá là hao cơm. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ một món ăn đó là bắp chuối nướng trộn chua ngọt nha. Thì cái nguyên liệu thì nó khá là dễ luôn. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng vào bếp để chế biến với mình cái món là bắp chuối nướng trộn chua ngọt của ngày hôm nay nha. Thì mấy bạn ơi, ngày hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ một món ăn cũng khá là quen thuộc với các bạn luôn nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm món là bắp chuối nướng trộn chua ngọt nha mấy bạn. Thì ở đây có bắp chuối mình nướng rồi, mình cũng gỡ ra như thế này rồi. Và phần trộn chua ngọt hôm nay thì mình có bắp chuối và thịt heo. Thịt heo này mình luộc với nước dừa nha mấy bạn. Và có hôm nay mình có được rau găm. Và đây là phần nước trộn của mình. Thì trong đây thì mình có là đường, muối, bột ngọt và nước mắm và trái hạnh mấy bạn. Vậy bây giờ mấy bạn, cô chú anh chị em cùng bắt tay vào để trộn cái món là bắp chuối nướng trộn chua ngọt với mình của ngày hôm nay nha. Thì bây giờ mình sẽ trộn cái phần bắp chuối nè mấy bạn. Thì trong khi đó mình có chuẩn bị đây một cái tô nha. Thì cái món ăn này thì khá là quen thuộc với những các bạn ở giường như mình vậy nè, khá là quen thuộc luôn. Thì bây giờ mình sẽ để hết cái phần bắp chuối này vào nha mấy bạn. Mình nướng á, mình nướng rồi mình bỏ những cái lớp vỏ khét ở bên ngoài đi, lớp vỏ già đó, lớp già già bên ngoài mình bỏ đi. Rồi mình sẽ cắt như thế này nè, tùy theo của các bạn muốn làm như thế nào đó thì làm mình xé ra cũng được. Nhưng mà mình nướng á mấy bạn, mình ăn cái miếng bắp chuối của mình nè, nó sẽ giòn và nó sẽ ngọt hơn. Nếu như mình luộc thì nó sẽ không được giòn, không được ngọt nha. Thì ở vườn mấy bạn thì mình có cái gì thì mình chia sẻ cái đó cho mấy bạn nha. Bây giờ mình sẽ để cái phần nước sốt này vào. Cái phần nước trộn này cũng khá là đơn giản luôn. Mình chỉ có là đường, muối, bột ngọt và nước mắm nha mấy bạn. Và trong đó không thiếu được là hạnh hoặc là chanh. Thì có chỗ người ta xài bằng giấm đó nha. Thì lúc này thì mình cũng không có được những cái món mà như mình mua mấy bạn. Mình không có mua được những cái nguyên liệu để mình làm những cái món hơi ngon ngon tí á. Cho nên mình cũng ít quay video nha. Nếu như trong khi mà mấy bạn không thấy mình ra được cái video mới á, thì mình cũng mong cô chú anh chị em mà lướt ngang mà thấy những cái video cũ của mình á, thì mình cũng xin cô chú anh chị em cũng vài phút ghé lại đừng xem để ủng hộ cho cái kênh hai mẹ con mình nha. Và phần còn lại mình sẽ để hết cái phần thịt này vào và rau găm luôn. Hôm nay mình đi vườn mình hái bắp chuối rồi mình hái rau găm nữa mấy bạn, rồi mình còn hái được mớ cù nèo nữa. Mà hôm nay mình ăn nhiêu đây thôi, cù nèo với bông súng thì mình để hôm khác mình ăn nha. Thì bây giờ mình sẽ trộn hết cái phần nước sốt còn lại đi mấy bạn ơi. Và trong khi mình trộn như thế này á, thì cái món trộn chua ngọt thì lúc nào cũng vậy mấy bạn. Mình phải để cho có khoảng chừng 10 phút, 15 phút cho nó thấm được cái phần nước sốt vào trong cái những cái miếng thịt hoặc là những cái miếng rau của mình á, thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu như mình trộn mình ăn liền thì nó không được ngon nha. Và bây giờ mình trộn như thế này mình sẽ để cho 10 phút đi. Mình sẽ dọn cơm ra ăn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ là cái phần bắp chuối trộn chua ngọt của mình hôm nay thì nó đã được 10 phút rồi nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình để vào dĩa để dọn cơm ăn.
Thì cái món này nó khá là đơn giản và nó cũng dễ làm, nhưng mình ăn với cơm nó cũng khá là ngon mấy bạn, khá là bắt cơm luôn. Nhưng nhà mình thì lúc nào cũng vậy, mấy bạn cũng biết rồi đó, mình ăn nhà mình ăn khá là ít cho nên mình không có làm nhiều nha, mình làm nhiều quá thì ăn nó không hết mấy bạn. Mà món như thế này thì mình làm mà nhiều quá ăn không hết, mình để qua đêm thì nó sẽ không ngon nha, cho nên mình làm vừa đủ ăn thôi mấy bạn ơi. Cái món này mình trộn với thịt thì nó không có ngon bằng mà mình trộn với tép đó nha mấy bạn. Mấy bạn có tép hoặc là có tôm á, mấy bạn trộn thì nó sẽ ngon hơn nha. Thằng bé nhà mình thì nó không thích ăn rau, nhưng mà mình làm mấy cái món như thế này thì nó cũng ưa lắm mấy bạn. Cho nên mình không có để ớt nha. Nếu như mấy bạn ăn cay được, mấy bạn có thể là bằm ớt nè, bằm tỏi nè, mình để thêm vào cho nó thơm. Và bây giờ mình sẽ trang trí những cái cọng rau cho nhìn cho nó hấp dẫn và bắt mắt một chút nha. Và đây mình có hái được một nhành mà bông điên điển các bạn, điên điển này điên điển Đà Lạt nha, thì nhìn nó khá là đẹp luôn, cho nên mình để cho đây mình trang trí cho cái dĩa gọi bắp chuối trộn của mình hôm nay nó sẽ hấp dẫn hơn và nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Vậy như thế này mình đã làm xong cái phần dĩa làm bắp chuối trộn chua ngọt rồi nha mấy bạn, và mình mời các bạn và cô chú anh chị em cùng sang cái bàn để ăn cơm với gia đình mình nha. Thì các bạn ơi, mình đã làm xong cái mâm cơm chiều của gia đình mình rồi nha. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ cái món là bắp chuối nướng trộn chua ngọt nha mấy bạn. Thì cái món này làm khá là đơn giản nhưng mà ăn khá là hao cơm luôn. Và chiều hôm nay mình sẽ ăn kèm chung với là cá trê kho khô nha. Thì cá trê này của mình nuôi nha mấy bạn, mình cũng không có mua. Và ăn đây cùng với là chén cơm trắng khá là nóng luôn. Vậy mình mời cô chú anh chị em cùng giờ ăn cơm với gia đình mình. Và mình cũng mong rằng cô chú anh chị em khi xem được video của mình, mình có nói gì, mình có làm gì sơ sót, cũng mong cô chú anh chị em thông cảm và bỏ qua cho mình nha. Và sau đây thì mình cũng xin tâm sự một tí luôn. Trong cái thời gian này thì mình cũng ít có ra video nữa mấy bạn. Nếu như cô chú anh chị em mà có lướt qua, không thấy mình ra video mới á, thì mình xin ít phút cô chú anh chị em ghé lại và xem những cái video cũ của mình để ủng hộ cho cái kênh hai mẹ con mình ngày càng phát triển hơn. Và bây giờ mình xin chúc cô chú anh chị em một ngày vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Và mình cũng mong gặp lại cô chú anh chị em trong những cái video gần nhất, trong những cái món ăn sớm nhất. Bye bye, chào cô chú anh chị em mình nha.